trại đăng kê gà ở mũi Kê Gà thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đây là một ngọn tháp cao thắp đèn dùng cho tàu thuyền, giao thông trong khu vực và đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất và cổ xưa nhất ở Việt Nam. Hải đăng Kê Gà hấp dẫn trước bởi ý nghĩa lịch sử của nó. Đây là ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á do người Pháp xây dựng từ năm 1897 và hoàn thiện vào năm 1899. Mọi vật liệu để xây dựng hải đăng đều do người Pháp vận chuyển từ Pháp sang. Theo sử cũ, mũi Kê Gà được coi là một vị trí cực kỳ hiểm yếu của vùng biển từ Phan Giang đi Vũng Tàu. Ngay từ các thế kỷ trước, đã có rất nhiều thuyền buôn qua lại nơi đây và bị đắm do không xác định được tọa độ, vị trí. Để đáp ứng nhu cầu vận tải của quân đội Pháp cũng như tàu buôn ở nước ngoài qua đây, người Pháp đã nghiên cứu và cho xây dựng ngọn hải đăng Kê Gà. Hơn 100 năm qua, sau khi hải đăng Kê Gà được xây dựng, nó đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an toàn đường biển ở khu vực này. Với tầm quét sáng là 22 hải lý, tương đương với 40 km, hải đăng Kê Gà trở thành ánh lửa dẫn đường cho mọi thuyền bè qua lại trong khu vực. Không chỉ cổ nhất Đông Nam Á, hải đăng Kê Gà hiện cũng là ngọn hải đăng cao nhất khu vực với gần 200 bậc thang xoáy chôn ốc có tổng chiều cao đến đỉnh là 35 mét. Những bậc thang xoáy chôn ốc liên tục và không có chiếu nghỉ ở lưng chừng làm nhiều du khách phải hụt hơi khi leo lên đây. Không ít người đã bỏ cuộc, nhưng nếu kiên trì, cố gắng leo lên trên cao, khi những ô cửa kính bắt đầu xuất hiện thì cũng là lúc những nỗ lực của du khách được đền đáp. Qua những ô cửa kính nhỏ ấy, du khách sẽ nhìn thấy biển xanh thắm thẳm với đường uốn lượn xa xa, với một vài con thuyền bình yên, thấp thoáng vài khung cửa sổ, thơ mộng như những bức tranh phong thủy hữu tình. Và khi đã leo lên đến đỉnh của ngọn hải đăng, bước chân ra lan can, đài quan sát, du khách mới thực sự vỡ òa, choáng ngợp trước khung cảnh bát ngát, lồng lộng ở bên ngoài. Đứng trên đài cao, nghe gió lồng lộng thổi giữa bao la tất trời, thấy lòng giữa mình hùng tráng một tình yêu quê hương đất nước. Từ trên đài cao quan sát của ngọn hải đăng nhìn xuống, không những được an toàn, không những được nhìn toàn cảnh mũi Kê Gà, mà du khách còn thấy nhìn toàn cảnh Hòn Bà với số phiến đá xếp chồng lên nhau vô cùng ngoại mục. Những phiến đá to, nhỏ, đủ loại kích thước, hình thù, sắp xếp một cách ngẫu nhiên dưới bàn tay của tạo hóa, vừa tạo nên sự hùng vĩ, vừa như nâng đỡ cho ngọn hải đăng Kê Gà vươn ra xa mãi. Khi đến hải đăng Kê Gà, du khách cùng những quyện Khi đến hải đăng Kê Gà, du khách cũng đừng quên chụp cho một bức hình với hai hàng hoa sứ 100 năm tuổi trồng ở hai bên lối đi lên hải đăng. Hàng hoa sứ này được trồng từ khi người Pháp xây dựng hải đăng, đến nay đã trở thành những cây sứ cổ đại, xanh mát, là nơi du khách ngồi nghỉ chân sau khi đã chinh phục được xong Kê Gà. Hôm nay chúng ta sẽ đi ngọn hải đăng Kê Gà ở Bình Thuận. Review à? Review anh. Đây chúng ta sẽ đi ngồi hải đăng Kê Gà. Đấy, trước mặt là ngọn hải đăng này, hải đăng Kê Gà. Thank you.
thằng kia là bồ của anh á. Đó, tặng anh đôi dép đó. Đúng ra là hôm nay có con ngô đồng đi cùng là hai anh em một cặp. Kiến sư nó bỏ anh. Biết ngô đồng đẹp gì đấy. Wow, chỗ này còn hoang sơ quá à. Đây là bãi bến cano. Giờ chúng ta sẽ đi cano để ra ngọn hải đăng kê gà này. Đấy. Đấy, đang lên cano này. Có người tăng hai đứa rồi. Bảy người rồi, chủ rồi cho an toàn đi. Có cái mấy người rồi, hai người nữa. Thôi được rồi. Trước mặt chúng ta là ngọn hải đăng kê gà này. Đấy, cano giờ đang di chuyển ra ngọn hải đăng ấy. Đấy, tàu đã cập bến, cano đã cập bến đấy nhá, cano cập bến này. Ở bên bờ này cũng có rất là nhiều người vừa thăm hải đăng xong và đang chuẩn bị quay trở về đất liền. Đấy. Xuống này. Ui dù. Ui dù.
Đúng rồi. Qua luôn. Qua đây đây đây. Rồi, ai thích cái nào đi qua luôn. Rồi cởi áo phao. Đấy, đây là ngọn hải đăng cây gà này. Mình sẽ quay cho các bạn một vòng đảo này. Không biết đi chơi gà. Đây là anh Long, còn gọi là anh Long đẹp trai. Đạo sĩ. Thì danh là Long đạo sĩ. Anh Long, anh có cảm nhận đầu tiên của anh khi tới ngọn hải đăng cây gà là gì? Đẹp, hoang sơ, đặc biệt. Tại vì nằm trên một ốc đảo, cách đất liền dù chỉ có 100 mét vuông. Rồi. Rồi, giờ đi xuống đây. Con đá này, con đá to kinh khủng luôn. Đấy, đấy có hai ông đang tự sướng. Hai bô lão đang tự sướng. Còn đây là người đàn ông có cái đôi dép nổi nhất trong đoàn. Đây, đây là ngọn hải đăng cây gà này. Mình sẽ lại xem nhé. Ở hai bên đường dẫn vào có cây rất là đẹp, mát. Chưa vợ em cứ xem anh chụp hình đẹp rồi, chắc anh chụp đẹp rồi. Mày có chụp cả đâu. Đúng không? Thằng nó có máy ảnh và nó toàn chất không ạ? Thấy nó có thể nhà hay không? Sao ba hả?
Đây là đứng ở trên ngọn hải đăng kê gà, nhìn ra biển này, hướng ra biển và đất liền. Đấy, nhìn cũng khá hoang sơ. Đấy, đấy là ngọn kê gà, ngọn hải đăng kê gà. Ủa, quả gì lạ đó ta? Cây chuẩn luôn. Quả gì lạ nhỉ? Không phải đầu tiên gì thế. Không, em là thứ hai rồi. Ui, giờ nhìn thấy trái khô nó giống như thế này. Không, hướng dẫn ơi. Đây này, hay này. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy lần đầu tiên trong cuộc đời. Ôi, đi lên live stream à? Đấy, ấy. Bị xứ à? Bị xứ à? Nói cho là bà mày vừa cầm cục. Cái tiền chưa cho ông thôi. Ông đánh không? Không phải là được vô đâu. Không có. Mẹ gái không nó đổ cái thì chạy kịp. Đây là xung quanh ngọn hải đăng kê gà. Nào anh? Thế nó giống bọn này đấy. Không có gì là sắc cả, leo đây mệt.
chụp anh em dưới. Cho bên ngoài. Bên ngoài mà giơ hai ghế hả? Em không, không có đi ra đó. Bên ngoài. Đâu có tồi đâu, xây cho nó. Đá mà tôi đi đâu. Lên cho nó nghỉ khóc nha.